kết đầu tiên xuất phát ở vị trí màu đỏ là đội Unitec 6, xuất phát ở vị trí màu xanh là đội DEU. Hai đội đã sẵn sàng chưa? Vâng, đã sẵn sàng. Hai đội chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Rất nhanh chóng, tỏ ra là cả hai đội đã được mở rồi. Đội đỏ phải đi ra. Vâng. Cả hai đội của đội DEU đã được mở rồi. Chúng ta hãy xem xem. Vâng, chúng ta cảm giác vỗ bàn tay của đội như thế.